Alo, tấm thân gồm xin kính chào đại gia đình. Sáng nay lấy cần câu đi kìa, nhông nhông nhõng nhõng nữa anh em ơi. Đây, ra chỗ cái điểm điểm này cũng tương đối là đẹp đó nha. Người ta mới vét, kênh lên, người ta làm cái gì đó không biết, kệ người ta đi. Bây giờ có cái điểm câu là đẹp rồi, ok rồi. Rồi giờ chờ, hôm nay chơi cần máy đứng nha anh em. Chừng máy đứng cần Daiwa Tatula. Cái máy Daiwa MGZ 2000. Đó, dây 1, dây lơ 1 chấm. Dây lơ Awenger 1 chấm. Ủa lộn. Trời ơi. Dây bơ Awenger 1 chấm. Dây leader số 7. Rồi thì bây giờ nhảy thôi. Ủa lộn, không có nhảy. Bắt nhảy hơi bơi đó. Chuột lắc mini. Rồi bắt đầu bơi thôi anh em ơi, không có nói nhiều nữa. Nói nhiều hồi trời nắng lên câu kéo gì nổi. Dứt anh em ơi. Chá chá mặt trời cứ thui trời. Chắc cái view này không đẹp rồi. View này không đẹp luôn anh em ơi. Lụm anh em ơi. Mày hả mày? Lên bờ. Lên bờ anh em ơi. Chụp lắc. Lên bờ rồi, không có tiêu rồi. Đây anh em ơi, nóc đang bung. À, cái nóc đang bung anh em ơi. Đang thui thù lùi. Rồi. Có nhớ. Rồi. Rồi. Trời đất ơi đó. Mấy cảnh này anh em đâu có thấy đâu. Bây giờ nó dính qua mấy bản luôn. Một là bứt bỏ, hai là lội qua. Lội qua thì trời đất ơi, lội qua thôi, lội về luôn đi, nguyên con kênh này trời, là trời, thiệt tình thiệt chứ. Ơi, nóng máu trong người vậy đó. Đó, bây giờ lội qua. Trời đất ơi, lội qua, cái bắt đầu thở, ngồi thở oxy. Bắt đầu, mới lội về nổi. Đó. Nó đi câu, ai thấy cảnh này đăng lên clip nói này nói kia. Tôi đây dậy sớm thức khuya, câu được con cá đăng lên cho anh em giải sầu.
chứ nào có ý gì đâu. Anh em hãy ủng hộ cho tôi bớt sầu. Bây giờ tôi đi tìm con mồi ở đâu? Ê chú, chết chết, dính sình. Sụp 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 sình. Trời ơi trời, lội qua tới đây thở oxy không anh em ơi. Tướng gầy gòm, hơi thở không có bao nhiêu. Lỡ quăng lỡ chớn cái nó vậy đó. Khổ chưa. Rồi nãy qua đây đứng cái view này đẹp nữa. Trời trời, mẹ ơi cái lóc mới táp nữa kìa trời. Ui, đi qua đây cái view đẹp hơn anh em ơi. Chà chà chà. Ui, để tôi gỡ con mồi, tôi qua đây tôi đứng luôn anh em ơi. Cái bắt đầu tôi đứng bên đây tôi đứng này tôi quăng về bên ngược lại bên kia. Dính cái gì vậy? Ông nội mẹ ơi, nó móc vô cái rễ này sao ra. Bị hồi đứt dây luôn. Dây có một chấm à, nãy đứt à. Ôi, đây đây, đi về bến, công tình đi về bến, kéo vô nó dướng nữa chắc. Ngồi chỉ biết khóc tiếng tàu. Thôi đi anh em ơi, đi qua bến cái view đẹp hơn. Dọn đồ đi qua bến cái view nó đẹp hơn. Hey, qua đây anh em ơi. Đi qua đây. Đổi ông bản nghe làm lụm được con rồi. Nhưng mà ít chỗ quăng quá, quăng mấy cái. Quăng mấy đường. Bây giờ qua đây. Qua đây nhiều đường quăng hơn và cái view nó đẹp hơn. Nó đỡ bị mặt trời chá. Đó, xem khách dạ. Đùm đùm đề đề nữa anh em. Đùm đùm đề đề. Giờ đi dưới mé này đi. Đi trên đây. Nó đang cặp mé thấy mình lũi chạy luôn.
im quá mà không có ta. Lụm lụm hơi lụm lụm anh em ơi. Wow, không quay thì nó dính, ngộ gì ta, quay nó gì không dính. Rồi vô vỏ anh em ơi, quay biết lâu nó giờ không dính, tắt máy quay cái dính hết cái biết thiệt chứ.